lâu ngoài. Ôi, cái đồ to bạn, con này to. Con này to. Sao còn nhỏ nhỏ không à? Hello các bạn, thì tôi đang tới trong cái con kênh cùng với ông này nè bạn, đang kiếm chỗ đang câu mà thấy cá nục mà không biết cá to à không, thấy cá gô cái độ nục lắm bạn. Đâu, cảnh đồng lúa ta nó mới vừa chỗ công giấy me xong rồi các bạn, nhìn rất là đã ha. Đây mình đi theo con đường mòn chạy vô tới tuốt con này, nó từ chợ Tân Hội Chung vô đây là khoảng 10 cây số nha các bạn. Rồi mình sẽ tranh thủ thôi. Hello bạn, nó dế thì chúng ta móc gì nha các bạn. Đó, chúng ta móc từ đít lên đầu, ngắt bỏ cái đầu bỏ nha các bạn. Rồi sẽ thả mồi xuống thôi. Thấy cá ụt mời quá. Càng các bạn. Đó. Trời ơi. Nhưng mà chắc lắc. Được thấy cái bào của cái ruộng này nè các bạn. Đó. Lúa nè. Cá nó ngớp quá trời luôn. Lấy xuống liền xuống thử ai ngờ tống liền. Sẽ câu đây thôi. Chủ yếu là vui là chính mà các bạn. Các bạn mình sẽ xuống ngồi lại thôi ha. Sao nha. Bạn cá ăn nữa các bạn, còn thấy không, nó lâu đó bạn. Đây mình để im luôn, nó lên tim rồi, lúc lúc sao mày lên bờ. Cái gô non thôi bạn, đi đi giật cái gô non giữa cái đồng lúa chín đồ chơi nha các bạn. Rồi mình sẽ gỡ nó thôi, tiếp tục nha các bạn. Cái ăn nữa đó các bạn, ăn nữa đó, nó anh em thấy không, nó sai phảo lâu rồi, xem gì đã, nó chổng đít lên, hồi ôi kìa, nãy bây giờ được giật rồi đó nhưng mà để cho nó ăn lâu cho đã nha các bạn, ghê. Lúc chổng các bạn đến đó, như cái đồng lúa hôm nay được rảnh về quê cho nên là quay câu cho anh em rồi xem coi chơi nha. Đó, xin chào các anh em. Xuống ngoài tiếp tục nha anh em. Nó quay cho các bạn coi cho đã nha. Nó cá tán rồi đó. Nó bạn có lâu rồi. Lâu rồi. Đó, chạy.
Để lâu vòng vòng chơi cho anh em ta coi chơi cho đỡ buồn nha. Con cá dưới thì nó ngớp nục như cơm sôi, dưới đủ thứ cá dưới. Đặc biệt đây mình coi dính cá chốt nữa các bạn. Rồi anh ăn lâu rồi. Lâu ngoài. Ôi cá rô, cá rô to bạn. Con này to, to. Con này to. Sao mình dính còn nhỏ nhỏ không à? Cái rô trên ruộng lúa nó mạnh ghê không? Man, ốm nhớ mà nó dài. À, sẽ gỡ nó các bạn. Như các bạn, câu mồi tiếp theo của mình ha. Nó miếng mồi cũ lại còn lại hai của con dế thôi trước thôi. Nước nó hơi cạn. Cạn đang luôn. Nó các bạn thấy không, lâu rồi. Lâu rồi. Mình bỏ cho lâu luôn. Bỏ cho lâu luôn, lúc rồi. Nhìn đã không bạn. Nó chạy. Dính. Câu cái rồi ngon tiếp nha. Rồi mình sẽ gỡ thôi. Sẽ quay tiếp cho anh em xem tiếp ha. Cùng mồi thứ tư nha các bạn. Đó, cho các anh em nào coi cho đã nha. Nó lúc rồi là lâu rồi. Thấy lâu đi. Nó sừng. Nó đang còn đang ăn các bạn. Nó đang nhấp nhấp mồi. Còn cái đồ non thì mình để nó hơi lâu tí xíu. Nó các bạn thấy nổ phao luôn, nó chạy kìa. Chạy giật các bạn. Dính. À, con này không phải con cá rô. Con cá chốt các bạn ơi. Cá chốt, cá chốt. Nè bạn. Cá chốt trâu. Đó, mình đang câu ở cánh đồng lúa nha các bạn. Đồng lúa chín nha. Lúa nó đang ngã màu chín á. Cái chốt trâu. Rồi sẽ gỡ nó thả các bạn ơi. Đây các bạn, xuống mồi đó nha. Đó. Dựng phao lên liền các bạn thấy không? Trời ơi trời ơi coi chạy à. Chạy coi mới đá nha bạn, cho chạy coi đá nha. Cố tình được để cho lúc chạy vậy á. Các bạn ơi. Lúc hả mày? Trời ơi con cá rô bự nó ngớp bên đó rồi các bạn. Ta xấu. Rồi, mình sẽ xuống ngồi tiếp tục nữa thôi. Mở lên con cá chốt. Cái chốt trâu à, bành ký. Nó lâu nữa. Ở đây câu tới chiều nó đã dữ nha các bạn. Nó đang ngầm á các bạn. Lên tim này. Cá gì mà nó ngớp như là cá nuôi. Thường các bạn lúa nó gần chín cái cá nó gom thôi, những cái đìa cái dũng như thế này nè. Nó bạn thấy lâu rồi. Lâu rồi.
Còn mấy con ngậm đó đó đó. Chạy như tên lửa. Này mình cố tình mình để gì nha, cho anh em xem nha các bạn. Cho anh em xem cho đã ha. Ôi, con gì nữa? Caro, rồi con tiếp theo. Rồi, sẽ gỡ đó thôi. Rồi. Lên mà nó không thấy mồi các bạn. Nó đây hầu được thì chỉnh phao nâng lên. Quá trời cá rô rồi. Ok. Lúc 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 hả bự. Trời ơi. Gì mà chặt lắc. Xuống mò lại nha các bạn. Cá nó lên góc phần cũng đã rồi các bạn. Nó chạy rồi, chạy rồi, lúc lúc phao trời ơi nhưng mà chẳng lắc. Quái đã ơi, con mậu luôn lúc phao chặt lấy. Quá trời quá trời. Bạn cá ăn nữa. Kìa kìa kìa. Chạy chạy hả mày. Cá rô dăm. Thôi sẽ gỡ thả thôi. Rồi sẽ như vậy thôi các bạn ơi, sớm giờ dính cái chục con á. Đó, câu giữa đồng một cánh đồng lúa nha các bạn. Xin chào các anh em nha.